rất vui được gặp lại quý anh chị, quý nhà trên kênh YouTube Nhà Đất Thông Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà 1/2 lầu, đúc 3 tấm. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài 16m và có hướng Đông Nam. Nhà này nằm ngay tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà này cách vòng xoay An Phú khoảng hơn 2 km, cách ngã tư Miếu Cù và chợ Phú Phong đâu đó khoảng gần 1 km thôi nhé. Căn nhà này thuộc đường thông, mình có thể vừa mở văn phòng kinh doanh buôn bán. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế mẫu mới rất là đẹp nha. Đây là mặt tiền căn nhà em giới thiệu này. Nhà mái thái, ban công vuông, cột vuông. Đây là con đường phía trước nhé. Ở đây đang xây dựng rất là nhiều luôn. Khu nhà rất là sung nhé. Đây mình xem mặt tiền chính căn nhà này. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong để tham quan kỹ hơn căn nhà nhé. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức. Bên trong mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực. Bác nào có nhu cầu đi xem căn nhà này, vui lòng liên hệ với số điện thoại của em, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư Miếu Ông Cù hoặc chợ Phú Phong, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Vị trí rất là đẹp nhé. Ở đây có rất là nhiều căn đang được xây dựng và đã bán rất nhiều rồi, chỉ còn vài căn nữa thôi. Ở đây mình có thể chạy xe hơi vào trong nhà được luôn nhé. Phòng khách được chủ nhà bố trí rất là rộng này, mình có thể để xe hơi. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kiếng loại 1 khổ 80. Đây là phòng khách này. Phòng khách được chủ nhà trang trí rất là đẹp nhé. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng và các đường gân đường chỉ được chủ nhà trang trí ở trên đây. Vách hai bên được chủ nhà ốp đá và các khung tranh rất là đẹp nha. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này. Này thợ đang hoàn thiện nha. Bếp nấu ăn rất là rộng. Phía sau mình có lối thoát hiểm 1m, được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết rồi. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng cũng như quạt trần. Ngay không gian của phòng ăn này. Phòng ăn này được chủ nhà làm 2 gian tủ. Rất đẹp nha. Này thợ đang lắp ráp ở đây. Đây có chậu rửa mặt xinh xắn này. Trong mình có bồn tắm đứng xen thuyền. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, bố trí rất là rộng nhé, rộng khoảng 1,5 m. Tay vịn bằng gỗ gò đỏ và kiếng cường lực rất là chắc chắn nhé. Quý hàng nào đang có nhu cầu mua nhà hãy xem hết video của em và nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Lên tới lầu trên rồi, ở đây là phòng ngủ đầu tiên và có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Nội thất cơ bản của căn nhà này rất là ok nhé. Ở đây có vòi đượm tắm đứng xen thuyền, bàn cầu đúc tô tô và chậu rửa mặt xinh xắn ngay đây.
Tất cả hệ thống cửa đều được chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinh pha, cộng kính cường lực. Sang tới phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai cũng có phòng vệ sinh trong phòng nhé. Phòng vệ sinh này rộng khoảng 6m2, có vòi tắm đứng, bồn tắm nằm. Đây là vòi tắm đứng sen thuyền này, bồn tắm nằm xinh xắn đây nhé. Đây mình có chậu rửa mặt này. Đây là phòng ngủ thứ hai, rất là rộng nha. Phòng này dành cho vợ chồng. Hệ thống trần trí thạch cao của lầu thứ hai được chủ nhà thiết kế đầu tư rất là tỉ mỉ nhá. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 4 sâu 16, có hướng đông nam. Nằm ngay tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà này nằm kế bên con đường DT743, cách vòng xoay An Phú khoảng hơn 2 km, cách chợ Phú Phong và ngã tư Miếu Ông Cù đâu đó chưa tới 1 km nhé, khoảng 500m thôi. Đây là phòng vệ sinh tiếp theo này. Đây là phòng vệ sinh thứ tư nhé. Và đây là sân phơi. Mình có thể để sân phơi máy giặt ở đây. Đây có chỗ kê máy giặt này. Có thang lên trên. Nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm. Không gian cầu thang này chủ nhà là một giếng trời ngay đây nhé. Đây là phòng ngủ thứ ba, rất là rộng rãi ngay không gian này. Đây là phòng thờ rộng rãi nhé. Phòng thờ rất là rộng luôn. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá chỉ 3 tỷ 650 triệu đồng cho một căn nhà cực đẹp như thế này nhé. Bác nào đang có tầm tiền trên 3 tỷ thì hãy xem ngay căn nhà này để sở hữu nhé. Ở khu này đang có rất là nhiều căn gửi mình bán giá từ 2 tỷ 280 cho tới là gần 4 tỷ. Như căn này là 3 tỷ 650 triệu đồng. Thì bác nào có nhu cầu đi xem thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0973 114 255. Alo cho em. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Khu nhà đang xây dựng rất là đẹp. Rất là hoành tráng nhé.